tiểu sử tuấn con từng khiến thắng chập thọt một chân hận thầy trà hinh đối xử chẳng ra gì phần ba <laughs> xin chào các bạn đang theo dõi pkt tiểu sử giang hồ người nổi tiếng tuấn con một tên giang hồ đất bắc là đàn em của trà hinh tuấn con có xuất thân là con nhà có giáo dục kinh tế khá giả được ăn học đàng hoàng thậm chí tuấn con có những hai bằng đại học nhưng lại có máu giang hồ hắn đã bỏ ngang bằng cấp danh giá tập hợp đàn em thành một băng nhóm để sưng hùng sưng bá dưới đây là câu chuyện cạnh miệng chùm giang hồ để làm bước ngoặt Tuấn khai ra 41 đối tượng trong ba băng nhóm giang hồ do thắng chập, ánh thiệp, trà hình cầm đầu. Anh Tuấn con thì anh cũng đó là thứ nhất tiếng tâm anh đã có rồi đúng không các bạn? Bản lĩnh thì không cần phải nói nữa đúng không các bạn? Đấy, bản lĩnh thì tế điên chứ không cần phải nói vào trong cái livestream ngày hôm nay. Nhưng là anh lại có những các em lúc đó thì anh Tuấn Con thật sự các bạn chỉ cần một cái vẩy tay thôi các bạn ạ. À. Mình dám nói luôn. Ở trên trại có bao nhiêu anh em Hà Nội thì người ta cũng dám xuống đường với anh Tuấn Con. Đấy là cái độ kinh điển của anh như vậy. Điều binh khiển tướng với độ như thế. Để các bạn biết rồi mình dám nói luôn. Các bạn ạ. À. Đấy là chưa kể tỉnh thành khác. Muốn lấy lòng anh Tuấn Con mà. Dám xuống đường luôn với anh Tuấn Con ngay. Thế thì hỏi rằng là hà chua không thể chịu được nhiệt nếu thật sự có độ va chạm. Các bạn thì mình dám nói luôn là hà chua chỉ là người bị thiệt. Chứ còn thì hà chua nó không khuất phục. Hà chua không khuất phục. Nhưng hà chua sẽ bị phải trả giá. Đúng không các bạn? Và anh Tuấn Con ở trong đó chấp hành án. Ở trong khu giam riêng bị cách ly. Gọi là khu cách ly các bạn ạ. Cách ly với anh em phạm nhân ở ngoài. Đấy anh tuấn con cũng phải bị bị cùm trong giam riêng cũng bị cùm vì ở trong giam riêng ở chạy sáu là cùm hết các bạn ạ giam riêng ở chạy sáu là cùm kỷ luật cũng cùm mà giam riêng cũng cùm mỗi tội giam riêng là buồng rộng hơn mà buồng có hai ba người còn ở trong kỷ luật thì chỉ có một mình một buồng thôi một người một buồng và cứ một tuần hoặc là một tháng đó lại đưa anh tuấn con từ trung giam riêng ra đứng trước phân trại Ca A, xong lại chuyển đi ca 2K3 ca Để đương thời Thế thì Tế Điên chỉ nói Để cho các bạn hiểu đương thời là như nào Đương thời là đứng Trước trại Giam Một phân trại Ban giám thị sẽ kể Về những cái quá khứ của anh Tuấn Con Kể về những ngày tháng của anh Tuấn Con Ở các trại Tức là phô trương thanh thế Có số có mã Ở ngoài trại ngoài dùng những người anh em các em rất đông và sưng hùng xuống bá ở bất cứ các phân trại nào anh Tuấn Con đã từng trải qua lai dừng chân tại trại 6 đang trong giam riêng đứng trước tập thể anh em phạm nhân số 6 đó và bảo anh Tuấn Con đọc một cái bản gọi là bản tường trình và xin hứa lên trại 6 sẽ chấp hành cải tạo như những phạm nhân khác và anh Tuấn quan cũng mở lời với ban hoàn, xin ban hoàn ra khỏi giam riêng để cải tạo sớm trở về với gia đình và xã hội nguyễn anh tuấn tức tuấn con sinh năm 1975 ngụ phường hàng bột đống đa hà nội là kẻ có hai tấm bằng đại học nhưng từ bỏ tất cả để gia nhập băng nhóm xã hội đen gây ra nhiều vụ đau búa kinh hoàng hồi đó đồng chí nguyễn đức bình trưởng phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội lật đi lật lại tấm ảnh của tuấn con trong dáng vẻ suy tư lý lịch về hắn anh đã thuộc lầu, nhưng vẻ mặt lạnh tanh của Tuấn Con như thách thức các nhà điều tra. Đã từng đấu trí với nhiều loại đối tượng côn đồ có, trí thức có, mồm miệng và gian xảo có. Cũng đủ cả, nhưng chưa lần nào đồng chí Bình cho phép chiến sĩ dưới quyền chủ quan coi thường đối phương. Chỉ cần một sơ suất nhỏ sẽ khiến mọi người tổn rất nhiều công sức. Trong khi nếu biết tùy cơ ứng biến, có khi kết quả nhanh tới không ngờ. Với những kẻ côn đồ có học như Tuấn, Đấu bằng lý không ăn thua, dùng tình cảm chưa chắc thắng. Vậy làm thế nào đây? Tuấn Con là con trai lớn của một giáo sư có danh tiếng đang công tác tại Bệnh viện Quân đội 103. Giáng dấp thư sinh và tư chất thông minh, nhưng do thích làm xoái mà lạc đường lầm lối. Đang học đại học Tuấn bỏ ngang lập băng nhóm chuyên đâm thuê chém mướn, quy tụ những tay côn đồ ở các tỉnh. Bề ngoài Tuấn rất nhu mì và chính cái vỏ lương thiện của hắn đã khiến nhiều cô gái lầm tưởng. Chỉ trong thời gian ngắn, Tuấn cưới được hai cô vợ đều công tác tại các bệnh viện ngay ở Hà Nội. Ngoài hai người này, Tuấn còn lập thêm một phòng tam nữa ở thành phố Hồ Chí Minh. Hắn có mối quan hệ rộng, thường đi phiêu du các tỉnh, rất ít khi có mặt ở nhà. Trong vụ đâm chém ở quán karaoke Hoàng Long, Tuấn không trực tiếp tham gia. Và theo phán đoán của các điều tra viên, hắn sẽ chủ quan nhưng còn ở mức độ nào thì chưa biết được. Để cạnh miệng hắn nắm thông tin về những băng nhóm ở miền Nam, phải lập hẳn một kế sách Cụ thể, sau rất nhiều cân nhắc, đưa ra bàn bạc xin ý kiến lãnh đạo, ban chuyên án quyết định dùng bài vừa dung vừa kích. Lúc ấy, đồng chí Bình lệnh cho các chiến sĩ vứt Tuấn trong phòng tạm giam vài ngày, chưa xét hỏi vội. Đồ tiếp tế gửi vào chỉ đưa cho Tuấn dùng ở mức độ hạn chế. Cô làm sao để đại ca Tuấn luôn cảm thấy thiếu sự chăm sóc của đàn em. Đúng như dự đoán, luôn nghĩ trong đầu rằng mình chỉ có vai trò phụ trong vụ đâm chém này. Nên khi vào khám, Tuấn tin tưởng rằng các đàn em sẽ tiếp tế chú đáo. Không ngờ mỗi ngày chỉ được hai bữa ăn thanh đạm, nên rất tức tối. Nỗi bực bội càng lớn dần khi những câu trả lời đã được sắp sẵn cũng chẳng có dịp thổ lộ. Bởi dường như lực lượng công an chẳng còn nhớ ra hắn nên hơn chục ngày không gọi ra hỏi hắn. Tuấn cứ lồng lộn, đi lại rồi chịu không thấu, đã đánh tiếng sang phòng bên xem có ai không, xong chẳng có tiếng đáp lời. Đúng vào lúc Tuấn cảm thấy cô đơn nhất thì Thượng tá Bình cho gọi lên hỏi cung. Được gọi lên Tuấn mừng lắm, hắn ghim giọng hỏi xin thuốc hút. Đón nhận những cử chỉ tiến bộ của Tuấn bằng thái độ thản nhiên, đồng chí Bình đẩy cho hắn bao thuốc. Rồi hỏi, mấy hôm rồi ăn uống có được không? Chúng tôi chỉ biết cấp cho anh đúng tiêu chuẩn quy định, nếu muốn cải thiện thì bảo người nhà tiếp tế. Viết vài chữ vào đây, tôi chuyển cho. Rồi chưa kịp để Tuấn cất lời, Thượng tá Bình bỗng xuống giọng. Nghe nói ở ngoài anh ngoài lắm, chắc vào đây nhận quả không hết. Tuấn nhanh mép cười xem ra có phần cay đắng, nhưng vẫn chưa chịu mở miệng. Nhận thấy việc khai thác Tuấn bước đầu có chiều hướng tốt. Khi đó, Thượng tá Bình quyết định dừng cuộc nói chuyện tại đây, cốt để cho Tuấn có nhiều thời gian gặm nhấm nỗi đau hư danh của mình. Bác đi ba ngày sau, tại buổi hỏi cung lần hai, Tuấn có thái độ khác hẳn. Hắn có vẻ thoải mái hơn trả lời trôi chảy những câu hỏi của các điều tra viên về vai trò của mình trong vụ đau búa ở quán Hoàng Long. Mặc dù biết Tuấn đã có chuyển biến trong nhận thức, các điều tra viên chỉ động viên Tuấn cố giữ gìn sức khỏe, tuyệt nhiên không đả động gì đến những lần Tuấn vào thành phố Hồ Chí Minh. Hào danh, hiếu thắng trước sự tình queo của lực lượng công an, chịu không thấu sau hơn 2 tháng im lặng, Tuấn đã phải mở miệng khai ra những vụ án mà hắn tham gia ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau này khi được các chiến sĩ công an, những người đã lấy cung Tuấn xin được giảm án tử hình cho hắn xuống trung thân, hỏi Tuấn bảo vì thấy các anh ấy chẳng hỏi han gì tới những tay anh chị trong Nam nên tức khí, đã nói ra mọi chuyện. Phần nữa là Tuấn cũng giận đại ca trà hình đối xử với đàn em chẳng ra gì, nhiều lần không vừa ý đã phang búa vào hắn. Thậm chí sau vụ không lấy mạng được thắng chập mà chỉ khiến thắng thọt một chân, thầy trà hình hành xử lạnh lùng và tàn nhẫn, đuổi Tuấn con về Bắc coi như người dưng nước lã và rồi Tuấn con bị bắt mối ân oán với thắng chập theo lời khai của tuấn thì hắn chính là người đã tham gia vào vụ lấy mạng anh thắng chập theo lệnh của đại ca trà hình tức trần đức trà thời ông chùm nam cam còn sống khi ông chùm này vẫn còn đầy uy lực đối với đàn em dưới trướng và kể cả những băng nhóm hoạt động có một nhân vật mà nam cam vẫn luôn cảm thấy e ngại khi động tới đó chính là giang hồ thắng chập một tên giang hồ thành nam chuyển địa bàn vào miền nam hoạt động tháng chập sinh năm 1957, sống ở phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định. Hắn có vẻ ngoài khá thư sinh, bảnh bao, mồm miệng nhanh nhỏ, nhưng lại là đại ca có số có má ở thành Nam. Không chỉ thế, tháng chập còn nổi tiếng với tính khí thất thường, liều lĩnh, thích lên là sẵn sàng gây sự đau búa, khiến những giang hồ Nam Định ngày đó rất ngại động vào hắn. Mồm miệng nhanh nhẩu nhưng lại là đại ca có số có má ở thành Nam không chỉ thế thắng chập còn nổi tiếng với tính khí thất thường liều lĩnh thích lên là sẵn sàng gây sự đào búa khiến những giang hồ nam định ngày đó rất ngại động vào hắn cùng với đó tuấn con cũng có mối hận chất cao như núi với thắng chập trên chiếu bạc hôm đó thắng chập và đàn em thua đậm bao nhiêu tiền đổ hết vào túi tuấn con lúc hết tiền thắng chập bắt đầu gây sự với tuấn con cho đàn em bao vây tuấn con để cướp tiền chỉ vì đi có một mình nên tuấn con đành im lặng để cho bọn thắng chập cướp trắng túi Tuấn Con sau đó đã lập tức trở về báo với đàn anh trả hình của mình để xin phép dẫn quân đi báo thủ thắng chập. Tham gia cùng với Tuấn Con có toàn 6 ngón, tức Đỗ Công Toàn, Long Đào, tức Lê Tá Long và Nguyễn Sơn Vũ đều là những giang hồ đất Bắc và thành phố Hồ Chí Minh hoạt động. Sau nhiều ngày tìm hiểu quy luật đi lại, số điện thoại, biển số xe máy của anh Thắng, Trà hình lệnh cho Tuấn cùng ba đệ tử mang kiếm mã tấu giải quyết anh Thắng chập. Dưới lệnh của Trà Hình, một lũ đàn em do Tuấn Con dẫn đầu đã lùng sục tìm cách lấy mạng Thắng Chập. Những tên cáo già Thắng Chập dường như đã đánh hơi được nguy hiểm để đã tìm cách ẩn mình kỹ lưỡng. Không trả thù được Thắng Chập, Tuấn Con còn bị trà hình phạt vì có một chuyện nhỏ cũng không làm xong, vì bị đàn anh đuổi về miền Bắc. Riêng Tuấn Con sau khi quay ra Bắc không dám trở vào Nam vì sợ ông trùm Nam Cam thanh toán. giờ trước đó dám vuốt dâu hùm, đành ở lại Hà Nội, chỉ đạo đàn em đi đầm thuê chém mướn thì bị bắt. Cũng theo lời khai của Tuấn thì hắn còn tham gia vào nhiều vụ cướp tiền vàng có vũ khí nóng như vụ dùng súng cướp 270 triệu đồng của ông Huỳnh Ngọc Tài trên đường Cao Thắng chiều 12 tháng 5 năm 2001. Đáng nói nhất là việc Tuấn bắt tay với băng nhóm của Ánh Thiệp chém thắng chập. Một giang hồ đất bắc mà ông trùm Nam Cam nhiều lần muốn chiêu dụ mà không được. Mối thâm thủ của Tuấn còn với thắng chập vì thế chưa dứt được. Năm 2000 khi quay trở lại Sài Gòn, biết Ánh Thiệp có mâu thuẫn không đội trời chung với thắng chập Tuấn Còn đã bắt tay với Ánh Thiệp lên kế hoạch diệt trừ Thắng Chập. Bọn chúng đã tập hợp đàn em, chuẩn bị súng đạn để sẵn sàng thực hiện chiến dịch thanh trừng Thắng Chập, loại bỏ một cái gai trong mắt hai tên Tuấn Còn và Ánh Thiệp. Sau nhiều ngày theo dõi, bọn chúng phát hiện Thắng Chập xuất hiện ở ga Hỏa Hưng. Không bỏ lỡ cơ hội, Ánh Thiệp lập tức hô hào Tuấn Con cho đàn em bám sát Thắng Chập. Đúng lúc Thắng Chập không đề phòng, bọn chúng đã áp sát Thắng Chập, chém nhiều nhát vào đầu rồi bắn Thắng Chập hai phát chí mạng nhưng tên thắng chập cao số lại một lần nữa thoát chết. Hắn bị thương tật vĩnh viễn 63% và mang theo cái chân thọt suốt đời. Sau vụ thanh toán này, Tuấn Con cầm của ánh thiệp 9 triệu đồng rồi chạy trốn về miền Bắc. Năm 2001, khi Tuấn quay trở lại Sài Gòn, dính vào vụ án thảo cầm viên Sài Gòn, những vụ thanh trừng của các băng nhóm giang hồ Nam Định đã được đưa ra ngoài ánh sáng. Thời gian đầu mới bị bắt, Tuấn Con vô cùng ngang bướng, kiên quyết không hé răng nửa lời. Là một tên có học đàng hoàng, nên hắn rất khôn ngoan, lọc lõi, kín kẽ trong từng lời khai. biết không thể nóng vội với Tuấn Con, các điều tra viên rất kiên nhẫn với hắn. đến thời điểm thấy Tuấn Con ngày càng nôn nóng vì không được đông đảng tiếp tế, các điều tra viên mới tung ra đòn quyết định buộc Tuấn Con phải cúi đầu nhận tội. không khai thì thôi, khi đã khai là Tuấn Con khai dằm dấp, không thiếu bất cứ cái gì kể cả những mâu thuẫn giữa ba băng nhóm ánh thiệp trả hình thắng chập. với lời khai của Tuấn Con, vụ án Thảo cầm viên Sài Gòn đã được phá. Những cuộc tranh chừng đẫm máu của hai băng nhóm giang hồ Thành Nam ở Sài Gòn cũng được đưa ra ngoài ánh sáng. Những tên đầu gấu trong ba băng nhóm này lập tức bị lực lượng công an truy bắt và đưa ra vành máu ngựa, trừng phạt một cách thích đáng. Tuấn Con bị tuyên án tử, sau được giảm xuống trung thần. Theo nhiều phạm nhân đã ra tù, Tuấn Con đang chịu sự quản chế riêng. Cho biết có thể vài năm nữa Tuấn sẽ ra tù. Trên mạng xã hội còn xuất hiện thông tin Tuấn Con là dòng dõi cho anh Thế Việt không chỉ giàu có mà ông ngoại của Tuấn Con là một đại tướng có công lập quốc. Điều này lý giải cho việc vào nhà tù Tuấn Con trở thành vua không ngài. Hiện tại nguồn tin này chưa được xác thực và cũng không có căn cứ nào xác nhận có chính xác hay không. Nhưng dù sao cũng phải nói Tuấn Con là một đại bàng thứ thiệt, đẳng cấp và quyền uy của Tuấn. Còn khiến nhiều phạm nhân đã ra tù hoàn lương khi nghe danh đều phải kính sợ. Còn 500 anh em các bạn có quan điểm gì về phần 3 tiểu sử của Tuấn Con từng khiến thắng chập thọt một chân? hận thầy trà hình đối xử chẳng ra gì cùng để lại suy nghĩ dưới phần bình luận bên dưới hãy bấm vào các video ở phần màn hình kết thúc để cập nhật các tin tức liên quan và xin hẹn gặp lại ở trong những video tiếp theo